Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm và có bài phát biểu chính sách với nhiều thông điệp quan trọng tại Đại học Quốc gia Seoul, trường đại học số 1 Hàn Quốc, cái nôi đào tạo nhiều nhà lãnh đạo nổi bật của Hàn Quốc. Bày tỏ vinh dự được đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đến thăm trường, giáo sư Roy Hong Lim, giám đốc Đại học Quốc gia Seoul, đánh giá cao Việt Nam đã vượt qua đại dịch COVID-19 một cách ngoạn mục và nhanh chóng phục hồi sau dịch. Nền kinh tế Việt Nam đã đạt kỳ tích thu hút hơn 36 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023. Giáo sư cho rằng Việt Nam đang thu hút sự chú ý của các doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế với tư cách là quốc gia công nghiệp mới nổi, năng động nhất, tăng trưởng nhanh nhất. Trong bài phát biểu chính sách trước các học giả, nhà nghiên cứu Hàn Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chia sẻ về ba nội dung chính, đó là tình hình thế giới và khu vực, chính sách đường lối nền tảng thành tựu và định hướng phát triển của Việt Nam, tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc trong thời gian tới. Về các yếu tố nền tảng quan điểm phát triển của Việt Nam, Thủ tướng cho biết, sau gần 40 năm đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã cơ bản hình thành hệ thống lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong điều kiện lịch sử cụ thể của Việt Nam, thể hiện qua các nghị quyết của Đảng, của Trung ương và đã được khái quát, hệ thống hóa trong những tác phẩm công trình lý luận lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời, quá trình phát triển của Việt Nam dựa trên 3 trụ cột, một quan điểm xuyên suốt và thực hiện 6 chính sách trọng tâm về đối ngoại, quốc phòng, phát triển kinh tế, văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng Đảng. Thủ tướng nhấn mạnh, sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Thủ tướng cho biết, thời gian tới Việt Nam tập trung thúc đẩy mạnh mẽ 6 lĩnh vực trọng tâm, trong đó có việc làm mới những động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Về quan hệ Việt Nam Hàn Quốc, Thủ tướng nhấn mạnh đã trở thành hình mẫu cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Đông Á với mức độ hợp tác thành công chưa từng có và thời gian qua đã phát triển vượt bậc với 8 điểm hơn. Thời gian tới, Thủ tướng cho biết hai nước tập trung thúc đẩy 5 ưu tiên, trong đó ưu tiên củng cố nền tảng của quan hệ, ưu tiên tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực trọng tâm như kinh tế, thương mại, đầu tư, lao động, ưu tiên tạo đột phá về hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, ưu tiên đẩy mạnh hợp tác giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ. Nhân dịp này, Thủ tướng đã trả lời tất cả các câu hỏi được các đại biểu đặt ra, trong đó có câu hỏi về những vấn đề quan tâm và giải pháp của Việt Nam trong quá trình phát triển nhanh về kinh tế. Thứ nhất là phải bảo vệ được cái độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Chúng ta có cái độc lập chúng ta mới phát triển được đất nước, chứ chúng ta phụ thuộc thì không phát triển được. Cái ý thứ hai là phải ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Song song với đó là phải phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Vấn đề thứ ba là vấn đề liên quan đến các vấn đề mang tính toàn cầu như tôi nói ban nãy. Già hóa dân số, cạn kiệt tài nguyên, biến đổi khí hậu và phải đưa ra các cái giải pháp và cách tiếp cận mang tính toàn diện, toàn dân và toàn cầu, lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể. Vấn đề thứ tư là cái công bằng, bình đẳng và tiến bộ xã hội vì chúng ta không để ai bị bỏ lại phía sau. Ngoài ra thì chúng tôi cũng quan tâm đến các cái mối quan hệ quốc tế hiện nay. Mình không thể đấy, không hòa nhập được. Mình không thể đứng một mình được. Mình muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Rồi cái quan tâm nữa là phải đào tạo thế hệ trẻ hiểu được cái lịch sử văn hóa truyền thống của cha ông mình và phải có trách nhiệm, có nghĩa vụ với lại đất nước để bảo vệ đất nước, xây dựng đất nước và bảo vệ cái quyền lợi hợp pháp chính đáng của chính các bạn trẻ. Kết thúc bài phát biểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam Hàn Quốc sẽ ngày càng đơm hoa kết trái, phát triển mạnh mẽ, hiệu quả, bền vững nhờ có những yếu tố nền tảng quan trọng, nhất là ba yếu tố quyết tâm chính trị, ý chí và sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo hai nước, sự song trùng về lợi ích và sự tương đồng về văn hóa truyền thống giữa hai dân tộc, sự gắn kết nền tảng xã hội, sự gắn bó đặc biệt giữa nhân dân, doanh nghiệp hai nước. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc vào sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo nhiều tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc trong các lĩnh vực. Đây là những tập đoàn đã và đang đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ tại Việt Nam, tạo hàng trăm nghìn việc làm cho người lao động. Tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn POSCO, một trong 5 tập đoàn kinh tế lớn nhất Hàn Quốc, với doanh thu năm 2023 đạt 59 tỷ đô la Mỹ, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh POSCO có kế hoạch mở rộng đầu tư hoạt động tại Việt Nam, khuyến khích tập đoàn đầu tư theo hướng kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Về kiến nghị của POSCO, Thủ tướng cho biết Việt Nam muốn tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư trong lĩnh vực đất hiếm,
trên tinh thần cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh, công khai, minh bạch giữa các nhà đầu tư, theo hướng công nghệ cao, khai thác bền vững, chế biến sâu, bảo đảm môi trường. Tiếp chủ tịch tập đoàn CJ, tập đoàn đa quốc gia có doanh thu năm 2023 đạt 31 tỷ đô la Mỹ. Thủ tướng đánh giá cao hoạt động kinh doanh hiệu quả của CJ tại Việt Nam, đề nghị tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư nhiều hơn, chất lượng hơn. Coi Việt Nam là thị trường chiến lược, đặc biệt về chăn nuôi, chế biến thực phẩm theo hướng giảm phát thải, công nghệ cao, cũng như lĩnh vực logistics, dịch vụ giải trí, văn hóa và công nghệ sinh học, đồng thời đưa nhiều hàng hóa Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của CJ trên toàn cầu. Tiếp tổng giám đốc công ty LG Display, Thủ tướng đánh giá cao hiệu quả đầu tư kinh doanh của LG tại Việt Nam. Tổng giám đốc cảm ơn sự hỗ trợ tích cực hiệu quả của phía Việt Nam dành cho LG, giúp tập đoàn tăng gấp đôi công suất một nhà máy tại Hải Phòng và cho biết LG sẽ đầu tư thêm 3 tỷ đô la Mỹ tại Việt Nam trong 5 năm tới. Thủ tướng cảm ơn LG đã xác định Việt Nam là một cứ điểm sản xuất quan trọng trên toàn cầu theo hướng phát triển xanh, công nghệ cao. Đề nghị LG nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng, sản xuất của tập đoàn và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Tiếp chủ tịch tập đoàn Daewoo E&C trong lĩnh vực xây dựng bất động sản, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh tập đoàn đã đầu tư 1,3 tỷ đô la Mỹ và có kế hoạch tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, bất động sản, năng lượng, phát triển mô hình đô thị thông minh, khu công nghiệp theo hướng xanh, bền vững, hạn chế phát thải. Đề nghị tập đoàn tham gia chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát của Việt Nam. Tiếp chủ tịch tập đoàn GSENC, Thủ tướng đánh giá cao các hoạt động đầu tư kinh doanh thành công của tập đoàn tại Việt Nam. Trong các lĩnh vực như đô thị, vật liệu xây dựng, giao thông, hoan nghênh tập đoàn định hướng phát triển khu đô thị Nhà Bè 4:1 gồm đô thị, công nghiệp, công nghệ cao và thương mại theo đúng xu hướng của Việt Nam. Thủ tướng đề nghị tập đoàn phối hợp với thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan thực hiện nhanh các thủ tục để thúc đẩy triển khai dự án, tích cực thực hiện an sinh xã hội và xóa nhà tạm, nhà rột nát tại các địa phương. Tiếp tổng giám đốc tập đoàn Celltrion, chuyên sản xuất, nghiên cứu dược phẩm sinh học hàng đầu Hàn Quốc. Thủ tướng cho biết, Việt Nam có nhiều lợi thế về các loại cây dược liệu phong phú nhưng còn thiếu nguồn vốn và công nghệ cao. Xác định đây là chiến lược dài hạn, Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế để phát triển ngành dược. Thủ tướng hoan nghênh kế hoạch hợp tác, hỗ trợ chuyển giao công nghệ của tập đoàn với đối tác Việt Nam, đề nghị tập đoàn làm việc với các bộ ngành để triển khai cụ thể hướng tới mục tiêu phát triển ngành dược sinh học đi sau nhưng về trước tại Việt Nam. Tiếp chủ tịch kiêm tổng giám đốc ngân hàng KDB, ngân hàng chính sách 100% vốn chính phủ Hàn Quốc, Thủ tướng đánh giá cao đóng góp hiệu quả của KDB trong phát triển lĩnh vực tài chính ngân hàng tại Việt Nam. Mong muốn KDB tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc, làm cầu nối để đưa các nhà đầu tư Hàn Quốc và nước ngoài đến đầu tư tại Việt Nam, hỗ trợ, tài trợ tín dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, quản trị điều hành, góp phần tăng cường hiệu quả, an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng Việt Nam. Tiếp đó, vào chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đến thăm tổ hợp bán dẫn của tập đoàn Samsung. Đón và tháp tùng Thủ tướng có Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Samsung, Tổng Giám đốc phụ trách tài chính và các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn. Trong thời đại công nghiệp cách mạng lần thứ tư, bán dẫn được coi là công nghệ lõi cùng với các công nghệ khác như trí tuệ nhân tạo, đóng vai trò thiết yếu trong sự phát triển của khoa học kỹ thuật và kinh tế toàn cầu. Thời gian qua, tập đoàn Samsung đã tập trung đầu tư phát triển ngành bán dẫn để cung cấp các sản phẩm nền tảng cho các thiết bị điện tử, vi mạch và các linh kiện điện tử khác. Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ ấn tượng khi tận mắt chứng kiến những thành tựu của Samsung trong lĩnh vực công nghệ cao nói chung và bán dẫn nói riêng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của hàng tỷ người trên thế giới. Thủ tướng đánh giá cao hoạt động đầu tư kinh doanh hiệu quả của tập đoàn tại Việt Nam trong gần 20 năm qua, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Đồng thời khẳng định chính phủ Việt Nam sẽ tạo các điều kiện thuận lợi để Samsung tiếp tục hoạt động ổn định, bền vững, ngày càng phát triển tại Việt Nam. Thông tin về việc Việt Nam đang ưu tiên thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, Thủ tướng khẳng định Việt Nam hoan nghênh và khuyến khích nhà đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, trong đó có bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và thúc đẩy hệ sinh thái cho các lĩnh vực này. Thủ tướng cho biết Việt Nam sẽ hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển hạ tầng, phục vụ tốt nhất các tập đoàn đầu tư phát triển ngành bán dẫn. Thủ tướng tin tưởng Samsung luôn phát triển, hợp tác đầu tư thành công, bền vững tại Việt Nam. Cũng trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc vào hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ kỷ niệm 30 năm đường bay thẳng và chào đón hành khách thứ 15 triệu trên đường bay Việt Nam-Hàn Quốc của hãng hàng không Việt Nam Airlines và đến thăm gia đình đa văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc.
Trong 30 năm qua, Vietnam Airlines đã thực hiện 65.000 chuyến bay, vận chuyển 15 triệu lượt hành khách và hơn 290.000 tấn hàng hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, du lịch, văn hóa, cũng như nối liền tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước trong 3 thập kỷ qua. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá sự kiện này ghi dấu mốc mới cho ngành hàng không hai quốc gia, đồng thời là một minh chứng cho mối quan hệ hợp tác sâu sắc, bền chặt giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong nhiều thập kỷ qua, cũng cho thấy Vietnam Airlines ngày càng trưởng thành và phát triển tại thị trường Hàn Quốc. Nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, Thủ tướng chia sẻ 5 điểm nổi bật trong quan hệ song phương, đó là tin cậy về chính trị, gắn kết về con người, hội nhập về kinh tế, tương đồng về văn hóa và cùng chung khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc, ấm no. Cho rằng hàng không đóng vai trò cầu nối quan trọng để thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng bền chặt, nhân dân ngày càng xích lại gần nhau, Thủ tướng đề nghị các hãng hàng không, trong đó có Vietnam Airlines, cần cung cấp dịch vụ hàng không đa dạng, đầy đủ, bao trùm hơn với giá cả cạnh tranh thông qua việc tái cơ cấu về quản trị, nhân lực, tổ chức, tài chính, không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ, đồng thời cần cố gắng hơn nữa để chiếm được thiện cảm, yêu mến của khách hàng, qua đó mang lại lợi ích cho hãng và cho khách hàng, góp phần thúc đẩy quan hệ của hai nước. Vào chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu Nhân đã đến thăm gia đình anh Jang Jeong-ga và chị Vũ Thái Linh, gia đình đa văn hóa Việt-Hàn ở tỉnh Gyeonggi. Thủ tướng vui mừng được chứng kiến cuộc sống đầm ấm, hạnh phúc, thành công của gia đình, cũng như cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại Hàn Quốc. Cho biết hai dân tộc Việt-Hàn đã có mối lương duyên từ gần 800 năm trước, khi Hoàng tử Lý Long Tường rời Đại Việt tới Cao Ly. Qua những thăng trầm đột phá, quan hệ hai nước chưa bao giờ tốt đẹp như hiện nay. Tại Hàn Quốc có gần 300.000 người Việt Nam đang làm việc, học tập và sinh sống. Có khoảng 200.000 người Hàn Quốc tại Việt Nam. Hai nước có tới 80.000 gia đình đa văn hóa Việt-Hàn. Cho rằng những người Việt Nam tại Hàn Quốc, đặc biệt là các gia đình đa văn hóa Việt-Hàn, chính là những cầu nối vun đắp cho quan hệ của hai quốc gia, hai dân tộc. Thủ tướng mong muốn gia đình anh Gác và chị Linh cùng cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp tục đoàn kết, chăm lao động, học tập, nghiên cứu, kinh doanh, xây dựng cuộc sống tươi đẹp, đồng thời giữ gìn các nét đẹp văn hóa mà hai nước có nhiều điểm tương đồng, tuân thủ pháp luật sở tại, ứng xử văn minh, góp phần quảng bá hình ảnh của đất nước, văn hóa, con người Việt Nam và vun đắp quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng tốt đẹp.